Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức Tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu tánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, để mà chúng ta thực hành thiền được tốt á, thì chúng ta cần có rất là nhiều những cái điều kiện. Tại sao mà có những người họ hành thiền có hiệu quả, có những người họ hành thiền không có hiệu quả? Có những người họ hành thiền họ thấy nó tiến bộ, có những người hành thiền họ thấy nó không có tiến bộ. Do nhiều nguyên nhân. Và hôm nay sư sẽ hướng dẫn cho quý vị để thấy được những nguyên nhân nào, để thấy được các vấn đề của mình, rồi từ đó quý vị có cái sự điều chỉnh cho phù hợp. Cái việc đầu tiên ảnh hưởng chúng ta trong việc hành thiền đó chính là cái giới của chúng ta. Khi mà giới hạnh của chúng ta bị ô nhiễm, quý vị hành thiền nó không có yên. Chúng ta sẽ nhớ về những cái lỗi lầm, hoặc chính những lỗi lầm đó nó cản trở chúng ta. Khi mà sư quy định chẳng hạn là chúng ta không có giữ, không có làm hỏng tám giới, ví dụ như giới không ăn sái giờ chẳng hạn, nhưng mà chúng ta cố tình chúng ta vẫn phạm tám giới, thì quý vị cứ nghĩ là nó không có vấn đề gì. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất ấy, là chúng ta hành thiền không có hiệu quả. Quý vị vào đây mình thực hành muốn có hiệu quả, mà mình thấy thực hành không có hiệu quả mấy, thành ra mình nản, mình chán, thì nó dẫn đến một cái vòng lặp tuần hoàn càng lúc càng tệ, và chúng ta không đem lại kết quả gì cả. Đó là bởi vì cái giới của chúng ta nó có vấn đề.
Rồi khi mà sư đưa ra cái quy định là phải cất điện thoại giao cho ban tổ chức, thì thực sự mà nói nếu như quý vị có giấu điện thoại thì cũng làm sao biết, giấu mà mình xài kỹ, mình xài lén thì đâu có ai biết. Nhưng cái vấn đề là cái người thiệt hại á, là chính mình, bởi hai nguyên nhân. Bởi cái tâm bất an, bởi vì chúng ta bị phân tâm, lo lắng cái điện thoại có tin nhắn hay không, có người gọi tới hay không, có vấn đề gì hay không, có việc gì gấp hay là không. Cái tâm bất an đó làm cho việc hành thiền của chúng ta nó không có yên được, tâm không định được. Rồi hơn nữa nó còn phạm cái giới, là cái giới nói dối. Quý vị đừng nghĩ là giới nói dối chỉ bao hàm trong lời nói nha. Tại vì trong chi phần của giới nói dối, không nói dối, nó bao gồm cả hành động dối trá, tức là mình che giấu, thì nó vẫn thuộc về cái giới nói dối. Và khi mình có cái sự khuất lấp, mình che giấu như vậy đó, chính nó ảnh hưởng đến việc quý vị hành thiền. Hay là việc quý vị len lén hút thuốc chẳng hạn, thì khi đó cái sự mà khuất lấp, che giấu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc hành thiền của quý vị, và nó khiến cho việc thực hành thiền của chúng ta không có kết quả. Ai cũng muốn hành thiền có kết quả hết, nhưng mà chúng ta không ngờ những cái hành động của mình nó lại làm hư hỏng kết quả của mình. Điều tiếp theo nữa đó là cái môi trường phải thích hợp. Môi trường thích hợp ở đây là gì? Là môi trường ly dục, là môi trường xa lìa những cái sự hưởng thụ quen thuộc. Tại sao ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ và trong nhiều bài kinh khác, Đức Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của chúng ta đã chìm đắm, đã quen trong các dục lạc, không chỉ đời này mà vô số kiếp về trước. Chúng ta quen trong cái môi trường dục lạc rồi, cho nên là chúng ta lúc nào tâm cũng hướng đến sự tìm cầu các dục lạc. Giống như một người nghiện hút thuốc thì chỉ cần nghe cái mùi thuốc là họ chịu không nổi. Thì cũng vậy đó. Như trong chú giải bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Thế Tôn, không phải, mà các cái nhà mà chú giải đó đưa ra hình ảnh nó giống như một cái con bê mà muốn cho nó cai sữa, thì người ta phải dắt nó ra xa mẹ của nó, đóng một cái cọc rồi cột con bê ở đó. Thì dù cho con bê có vùng vẫy, có kêu khóc, nó cũng không được gần gũi với sữa mẹ. Thì nhờ như vậy đó, từ từ con bê nó sẽ cai được sữa. Cũng vậy, chúng ta sống lâu ngày trong các dục thì những môi trường quen thuộc của quý vị nó sẽ làm cho chúng ta không hành thiền được. Chính vì như thế, chúng ta cần đi đến một nơi, một cái chú xứ lạ, một cái nơi ở không còn là cái ổ quen thuộc của mình nữa. Thì khi chúng ta xa lìa những cái dục, những cái môi trường hưởng thụ quen thuộc, thì chúng ta mới hướng tâm đến việc hành thiền. Tuy nhiên, dù cho ở chỗ lạ mà chúng ta còn cố tìm những cái dục quen thuộc thì khi đó nó cũng uổng công. Có những khóa thiền mà thiền sinh len lén chạy ra ngoài ngồi uống cà phê thì uổng công. Nếu như mà chúng ta hành thiền
thì chúng ta phải chịu khó hy sinh. Chúng ta hưởng thụ cả đời rồi, hưởng dục cả đời rồi, thì tại sao trong khóa thiền này chúng ta không thu thúc mình lại được? Phải tránh xa những cái môi trường dục lạc quen thuộc. Ở đó những cái chùa chiền, những khu rừng, đó là nơi phù hợp để chúng ta tránh những cái đó. Cho nên sư cũng nhắc nhở các vị thiền sinh phải tránh những cái cảnh hưởng thụ quen thuộc của mình, tránh đi. Cho nên tại sao mà một số vị đăng ký, dù sư biết là có ở đây, tức là có cái cốc ở Phước Sơn, mà sư vẫn phải cho ở tập thể, tức là bỏ cái chỗ đó, đóng cửa đi, đi qua ở chỗ tập thể, để nó xa lìa các cái cảnh quen thuộc. Như vậy việc hành thiền của quý vị nó mới tiến bộ được. Rồi lại nữa, chúng ta phải xem coi là chúng ta có thu thúc sáu căn hay không. Thu thúc ở đây là gì? Là mắt chỉ nhìn những cái cần nhìn, tai chỉ nghe những cái cần nghe, mũi chỉ ngửi những cái cần ngửi, lưỡi chỉ nếm những cái cần nếm, thân chỉ xúc chạm những cái cần xúc chạm, ý chỉ suy tư những cái cần suy tư. Khi đó đó, vị hành giả khi đi chỉ nhìn phía trước mặt trong tầm 2 mét, không có nhìn lên, không nhìn bên trái, không nhìn bên phải, không nhìn lên, không nhìn xung quanh, chỉ nhìn xuống dưới tầm 2 mét. Và cứ như vậy vị ấy đi thiền. Khi quý vị nhìn trong tầm 2 mét, nó vừa đủ để chúng ta biết là có chướng ngại gì ở đằng trước hay là không. Như vậy đủ rồi. Chỉ khi nào chúng ta thu thúc các giác quan chúng ta lại thì chúng ta mới không có phóng theo ngoại cảnh. Còn dù cho quý vị ở trong rừng đi chăng nữa, mà quý vị ngước đầu lên chúng ta nhìn ngắm cây ngắm cối thì tâm chúng ta vẫn phóng dật như thường. Một điều tiếp nữa sư lưu ý với quý thiền sinh chính là âm thanh là kẻ thù của thiền định. Khi sư nhắc như thế này, nhiều người nói như vậy giờ thi công như thế nào. Cái âm thanh mà sư nói ở đây là những âm thanh liên hệ đến dục. Ví dụ như những cuộc trò chuyện không hướng đến việc tu tập giải thoát giác ngộ. Rồi những cái âm thanh sinh hoạt của thế tục thì chính nó là kẻ thù của thiền định. Đương nhiên là cái việc mà thi công như thế này nó cũng không phù hợp lắm đâu, nhưng mà nó còn trong phạm vi chấp nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì nó không quá ồn, và chúng ta có thể làm lơ nó. Nhưng mà những âm thanh sinh hoạt thế tục, tiếng mắng, tiếng chửi, rồi tiếng tâm tình, tiếng con nít khóc, tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, những âm thanh đó, nó là kẻ thù của thiền định. Cho nên, có những vị tỷ kheo đi vào rừng thì quy định với nhau là chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau. Nếu cần cái gì á, thì sẽ đánh kẽn và thông báo. Thì như vậy các vị tỷ kheo giữ gìn sự yên lặng. Nhưng nhớ sự yên lặng ở đây không phải là sự yên lặng của người câm, tức là khi cần giao tiếp cơ bản, ví dụ như nước uống đã được đổ đầy, hay là toilet cần được chà rửa, thì các vị đó vẫn giao tiếp bình thường chứ không phải ra dấu. Sự im lặng của người câm là gì? Là gặp nhau là chỉ ra dấu thôi, không có nói. Đó là sự im lặng của người câm. Còn sự im lặng trong chánh niệm
là chúng ta chỉ giao tiếp khi thật sự cần thiết. Ví dụ như hỏi giờ, hồi xưa có cái vụ hỏi giờ đó. Và các vị thực hành á, ở trong chú giải về kinh Đại Niệm Xứ có nói rằng các vị khi thực hành giữ im lặng á, các vị đó ngậm nước ở trong miệng, và như vậy thì các vị đó sẽ không có nói. Và quý vị thử ngậm nước trong miệng đi, thì tự nhiên là mình hết nói chuyện. Xin thưa với quý vị, cái chuyện mà phiếm luận nói chuyện nó là cái bệnh hay lây. Có người nói và mình bắt đầu mình cũng nói, ngậm nước vô trong miệng nó sẽ tránh được điều đó. Đây là sự hướng dẫn được nhắc đến ở trong chú giải bài kinh Đại Niệm Xứ. Đây là bài học. Rồi lại nữa, chúng ta xem coi là chúng ta có đang bị tham dục hay là bất mãn chi phối hay không. Nếu như chúng ta bị tham dục hay bất mãn chi phối thì chúng ta cũng không có hành thiền tốt được. Khi tham dục chi phối thì chúng ta cần những cái phương pháp để giải quyết. Những phương pháp đó thì trong các cái giờ thuyết pháp buổi tối thì sư sẽ nỗ lực để sư giải thích ngắn gọn cho quý vị. Còn những cái bất mãn thì sư chỉ nói ngắn gọn thôi. Đó là chúng ta có nhiều cách để giải quyết, và một trong số đó là kham nhẫn. Đau thì kham nhẫn, nóng thì kham nhẫn, khó chịu bực bội thì kham nhẫn. Cái kham nhẫn ở đây không phải là kham nhẫn theo cái kiểu hiểu như nhiều người vẫn hiểu, mà kham nhẫn ở đây là kham nhẫn làm cho tâm mình không có nổi sân, kham nhẫn làm cho tâm không khởi lên sự bất mãn, thì đó mới là kham nhẫn. Và điều này thì sư sẽ hướng dẫn, sư sẽ trình bày ở trong thời thuyết pháp buổi tối. Rồi quý vị khi hành thiền sẽ đối diện với những cái cơn buồn ngủ. Và như vậy làm sao để chúng ta chống chọi lại với buồn ngủ? Thứ nhất là chúng ta cần phải tiết chế trong việc ăn uống. Tiết chế trong việc ăn uống ở đây là sao? Là đừng ăn quá no. Thầy sư biết ở đây là đôi khi nó còn có những khóa thanh lọc, cái chuyện mà đúng sai nó sư không dám bàn. Nhưng mà người ta cho nhịn đói uống, chỉ có uống ba cái nước trái cây mà quý vị còn người ta còn sống khỏe mà. Thì ở đây mình nhịn có buổi chiều đâu có chết được. Và nhớ đừng để chúng ta có cái tâm lý là chiều không ăn thì trưa ráng ăn cho no, hoặc là sáng nguyên cả buổi chiều tối rồi không có ăn, sáng ráng ăn cho nó bù. Không nên suy nghĩ như vậy. Tại vì khi chúng ta ăn no đó là chúng ta sẽ buồn ngủ. Lúc đó chúng ta lại đổ thừa là tại vì ngủ không có đủ, sáng phải dậy sớm. Mà xin thưa với quý vị, nếu như nha, xin nói nếu như quý vị hành đúng theo cái thời khóa biểu á, thì thời gian cho quý vị vẫn tương đối là đầy đủ, không có thiếu đâu. Sáng thì tối thì từ 10 giờ cho tới 4 giờ là 6 tiếng.
Chiều từ tối trưa từ 12 giờ tới 2 giờ là 2 tiếng, là 8 tiếng. Mà coi như trừ nửa tiếng phải dậy sớm đi, phải dậy sớm trước nửa tiếng đi, thì quý vị cũng còn 7 tiếng. Một ngày 7 tiếng đâu có thiếu. Xét về sinh lý, cơ thể sinh lý 7 tiếng không có thiếu. Nhưng mà do chúng ta ăn no buồn ngủ, thành ra ăn tránh được ăn quá no, nhắm mà nó còn cỡ 4 hoặc 5 miếng nữa là no thì nên ngừng lại không ăn nữa. Ăn quá no sẽ sanh ra buồn ngủ. Một trong số những nguyên nhân quý vị buồn ngủ nữa đó là do cái thời gian biểu nó lệch so với cách sinh hoạt hàng ngày. Mà xin thưa là cái cách sinh hoạt hàng ngày của quý vị nó cũng đâu có lành mạnh gì cho kham. Tối 12 giờ ngủ, nó cũng đâu có lành mạnh gì đâu. Và nếu như quý vị chịu khó sinh hoạt theo cái thời khóa này thì thực sự thì đây chính là cái thời gian ngủ lành mạnh cho cơ thể. Tức là tối 10 giờ đi ngủ rồi, sáng 4 giờ dậy. Khi mà quý vị quen rồi đó thì nó thậm chí nó tốt cho sức khỏe của quý vị. Hơn nữa, tại sao mà cái giấc gần sáng thì sư lại cho quý vị đi thiền chứ không có được ngồi thiền? Bởi vì ở trong kinh thì chia một đêm ra làm ba canh, là canh đầu, canh giữa và canh cuối. Thì canh đầu thì chúng ta cứ xem như là, tại vì lúc mặt trời lặn là đã tính là đầu đêm rồi. Hồi xưa đâu có đồng hồ, 7 giờ, 7 giờ đã tính là đêm rồi, đúng không? Thì ở canh đầu quý vị có thể ngồi thiền được, có thể đi thiền được. Canh giữa của đêm quý vị có thể ngủ. Mà canh cuối của đêm á là chư tăng, một là đi thiền, những vị có lòng cầu giải thoát thì các vị đó đều đi thiền, trừ một số trường hợp đặc biệt, chứ còn hầu hết ở trong kinh mô tả là các vị đó đều đi thiền, đặc biệt là vào canh cuối của đêm. Tại vì cái giờ đó là giờ rất dễ buồn ngủ. Quý vị mà ngồi là quý vị ngủ ngay, ngồi là lim dim là gục liền. Cho nên ngay từ thời Đức Phật là đã đi thiền rồi, chứ không có phải là sư mới chế ra sau này. Còn trong trường hợp không đi thiền thì làm cái gì? Thì các vị tỷ kheo sẽ tập trung lại với nhau, một là tụng kinh, như quý vị thấy là tụng kinh trước sáng sớm. Lẽ ra cái giờ đó 4 giờ sáng là giờ tụng kinh ấy, mà sư sợ ngồi quý vị ê a hồi quý vị ngủ, cho nên là sư để 5 giờ rưỡi mới tụng kinh. Cái thứ hai á, là bàn luận về những điều còn nghi hoặc. Tức là vào giờ đó, vào thời Phật á, các sư sẽ ngồi lại với nhau và bàn luận là những vấn đề còn nghi hoặc trong giáo pháp và bàn luận với nhau. Thì khi bàn luận như vậy đó, nó sẽ không có buồn ngủ. Thì nhờ như vậy, vị đó vượt qua khỏi cái sự hôn trầm. Còn trong suốt thời gian còn lại quý vị hành thiền từ sáng cho tới tối, khi quý vị bị hôn trầm, bị buồn ngủ, chúng ta có những cách như sau. Một là hành thiền thì mở mắt ra, buồn ngủ thì đừng nhắm mắt lại, buồn ngủ thì mở mắt ra hành thiền. Nếu cần thiết thì trợn con mắt lên cũng được, không sao hết.
Rồi quý vị có thể ngồi xoay mặt về phía cửa, tại vì phía cửa là phía nó sáng nhất. Còn ban đêm thì nhìn lên trên cái bóng đèn nó sáng, như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được cơn buồn ngủ. Khi buồn ngủ thì quý vị có thể bóp tay bóp chân, thay đổi oai nghi, đổi chân, xoa đầu, xoa cổ, xoa mặt để cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Nếu làm như vậy nữa mà chúng ta còn chưa hết buồn ngủ thì đứng dậy đi thiền. Đây là sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn dành cho Ngài Mục Kiền Liên khi mà Ngài buồn ngủ. Đức Thế Tôn dạy thì nếu mà ngồi mà còn buồn ngủ nữa thì đứng dậy đi thiền. Và xin thưa, chúng ta chỉ có 7 ngày thôi, thời gian cũng không có dài, cho nên chúng ta cần phải cố gắng vượt qua. Thậm chí là 7 ngày này mà chúng ta thiếu ngủ một tí cũng không sao. Còn ban đêm á, khi quý vị leo lên trên giường nằm ngủ mà vì lý do nào đó chúng ta mất ngủ thì phải làm sao? Một là niệm buông, hai là rải tâm từ. Nhớ là khi chúng ta rải tâm từ á, cái đầu của chúng ta hay là sư ví von như là cái thần kinh của mình á, nó phải giãn ra. Nhớ nha, khi rải tâm từ thì cái thần kinh mình nó phải giãn ra. Hãy tác ý chủ động làm cho nó giãn ra, làm cho đầu nó nhẹ ra. Sau đó rải tâm từ. Tránh trường hợp mà chúng ta làm cho đầu chúng ta nó bị căng thẳng, nó căng cứng. Làm cho tâm mình nó nhẹ, nó giãn ra. Thì như vậy á, quý vị sẽ không có mệt trong trường hợp mình bị mất ngủ. Và điều tiếp theo á, là chúng ta phải thuần thục trong phương pháp hành thiền. Có nghĩa là những cái cách thức trong việc thực hành á, chúng ta phải nắm giữ nó một cách thuần thục. Có thắc mắc gì thì quý vị có thể lên hỏi, nhưng không có ngại. Sư có mặt ở đây là để giúp đỡ quý vị. Thậm chí là một kèm một mà. Đó, quý vị tới gặp sư trình bày, sư hướng dẫn quý vị. Thuần thục ở đây là tránh làm cho cái đầu của mình á, nó bị rối bởi những cái kiến thức hồi xưa nó dung nạp từ khóa thiền này qua khóa thiền khác, từ cái lớp học này qua lớp học khác, từ sự hướng dẫn này qua sự hướng dẫn khác. Quý vị gom nó lại thành một cái mớ hổ lốn là quý vị hành thiền không được. Phải để nó qua một bên, hãy để cho tâm mình đơn giản. Sự hướng dẫn tới đâu thì thực hành tới đó. Nếu thắc mắc thì sư sẽ trả lời. Nếu quý vị muốn biết cái tính chính xác thì sư sẽ chỉ chỗ cho xem. Còn khi đã hành rồi thì làm ơn làm phước dẹp những cái sự hướng dẫn khác qua một bên. Đừng có cố gom nó lại, chúng ta làm cho tâm mình trở nên phức tạp và quý vị hành thiền không được. Hành thiền mà muốn thành công, tâm nó phải đơn giản. Đơn giản thì tâm mới định được. Sư nhắc lại một lần nữa để cho quý vị nhớ cái phương pháp theo dõi hơi thở. Bởi vì sư thấy là một số vị vẫn còn chưa nắm kỹ
Đầu tiên ấy, quý vị để cái tay lên phía trước mũi, đừng để tay chạm vào nhé, để tay phía trước mũi, thở bình thường. Thì chúng ta sẽ biết được vị trí mà hơi thở chạm vào đầu ngón tay. Dùng tâm cố định điểm đó, đừng có nhìn nha, đừng có cố nhìn. Nhiều người cố nhìn sẽ rất mỏi mắt. Dùng tâm để biết, dùng tâm để cố định điểm đó, mắt vẫn nhìn bình thường. Không có nhìn vào điểm đó nha, không dùng mắt để nhìn vào điểm đó, mà dùng tâm để biết điểm đó. Rồi, nhắc nhở tâm của mình, đây là điểm phải để ý, đây là điểm phải neo tâm lại, phải chú tâm lại, đừng chạy chỗ khác. Bởi vì nhiều người đã quen việc theo dõi hơi thở ở bên trong, hoặc theo dõi hơi thở ở ngay cánh mũi, hoặc theo dõi hơi thở ở bụng. Thì vì bằng việc để tay phía trước nè, chúng ta xác định được cái vị trí của hơi thở, và chúng ta nhắc nhở tâm hãy theo dõi ở chỗ này. Nếu như chúng ta quen thói quen cũ thì cứ để tâm, để tay ở phía trước để nhắc nhở tâm của mình. Được một đoạn thời gian rồi, nhẹ nhàng thay đổi. Sư ví như cái cục bông gòn. Tại sao sư dùng hình ảnh cục bông gòn? Bởi vì những cái sợi bông gòn á, nó có cái lỗ trống để cho không khí nó đi qua. Quý vị muốn tưởng tượng cái khác cũng được, không vấn đề gì. Thì khi chúng ta cầm như vậy nè, chúng ta biết cái điểm đó nó vẫn còn ở đây. Dùng tâm để tưởng tượng ra một cái khối không gian, một khối vị trí mà hơi thở đi qua đó. Hơi thở sẽ đi xuyên qua đó, đi xuyên qua đó. Tiếp tục giữ một đoạn, nhắc nhở tâm mình đây là điểm theo dõi. Sau đó từ từ nhẹ nhàng để tay xuống, và tâm vẫn tiếp tục cố định ngay điểm khi nãy, và tiếp tục theo dõi hơi thở. Thở vào, biết là thở vào. Thở ra, biết là thở ra. Nếu cái điểm đó bị mất hoặc nó chạy chỗ khác thì xác lập lại, không có sợ gì cả, xác lập lại, nhắc nhở tâm lại trong suốt quá trình hành thiền. Một số vị khi theo dõi hơi thở bị phóng tâm, tức là tâm nó chạy chỗ khác, suy nghĩ chuyện này chuyện kia, quên hơi thở, thì khi nhớ ra thì cứ mặc kệ, chỉ đơn giản là bỏ, nhớ rồi thì bỏ và quay trở lại hơi thở. Đừng chạy theo suy nghĩ. Nhớ ra mình bị phóng tâm thì bỏ, mặc kệ nó, quay trở lại hơi thở. Và nếu như quý vị đang theo dõi hơi thở mà có những hình ảnh nó xuất hiện ở trong tâm thì mặc kệ nó, đừng để ý tới nó. Nó giống như vị khách không mời, mặc kệ nó, đừng để ý, đừng xua đuổi, đừng mời gọi, đừng chú ý đến nó. Hay là quý vị có nghe những âm thanh gì đi chăng nữa, mặc kệ nó, đừng để ý tới nó, đừng chú ý tới nó. Và sư nhắc nhở quý thiền sinh là đừng bao giờ đặt thời gian ngồi thiền cho mình. Ví dụ như tôi sẽ ngồi thiền nửa tiếng, tôi sẽ ngồi một tiếng. Quý vị mà xác định cái thời gian đó đó
là quý vị ngồi thiền thay vì chú ý hơi hơi thở, quý vị chỉ chú ý cái đồng hồ thôi. Và nó sẽ dẫn đến tình trạng là ngồi một tí là mở mắt ra ngó đồng hồ, mình ngồi được bao lâu rồi. Không cần thiết, như sư nói, quý vị ngồi ít sư không có chê, mà quý vị ngồi nhiều sư cũng không có khen. Đừng để ý đến thời gian ngồi. Ngồi đau quá chịu không nổi thì đổi chân, vẫn tiếp tục theo dõi điểm hơi thở. Ngồi không được nữa thì đứng dậy đi thiền, không vấn đề gì cả. Không cần phải đấu tranh với cái đồng hồ, nên dẹp cái đồng hồ qua một bên. Còn trong trường hợp mà cái tâm á, nó phóng quá nhiều, tức là không cách chi tập trung được hơi vào điểm hơi thở, thì chúng ta sẽ đi một bước là đếm hơi thở. Nhớ nha, cái bước này là nó thêm, nó gọi là vẽ thêm chuyện, là chỉ dành cho những người tâm không tập trung được. Như vậy đếm là đếm như thế nào? Chúng ta xác định với tâm là bây giờ trong 10 hơi thở ta sẽ tập trung. Như vậy á, quyết định gồng tâm lại, giống như là một người lực sĩ gồng tâm mình lại. Chú tâm theo dõi, thở vào, thở ra, đếm một. Thở vào, thở ra, đếm hai. Tiếp tục, thở vào, thở ra, đếm ba. Gồng hết tâm mình lại, dùng hết sức để theo dõi nó. Đếm đến 10, ngừng. Thả lỏng tâm một tí. Thả lỏng một tí. Rồi sau đó quyết định 10 hơi thở tiếp theo ta sẽ chú tâm. Rồi tiếp tục gồng tâm lại. Thở vào, thở ra, đếm một. Thở vào, thở ra, đếm hai. Đếm tới 10, thả lỏng. Với những người mới thực hành thiền ấy, cái việc mà chúng ta bị phóng tâm là chuyện bình thường. Đừng có sợ cái đó. Những suy nghĩ lung tung xuất hiện trong đầu chúng ta là chuyện bình thường, đừng có sợ nó. Điều quan trọng không phải là mình phóng tâm nhiều hay ít, mà chúng ta giữ chánh niệm được bao nhiêu và làm sao để giữ được chánh niệm. Cho nên xin nói trong 10 hơi thở đó, quý vị có thể gồng cái tay mình lại, nắm chặt tay lại theo dõi hơi thở. Lưỡi có thể áp sát lên vòng họng để chú tâm theo dõi hơi thở, sau đó thả lỏng ra. Chúng ta làm thường xuyên thì từ từ á, cái tâm á, nó sẽ trở nên mạnh hơn. Rồi khi đó chúng ta không cần đếm hơi thở nữa, không cần phải gồng tâm nữa, mà chúng ta có thể theo dõi hơi thở một cách bình thường. Cho nên sư nói cái này là nó vẽ thêm chuyện để đối trị với trường hợp tâm chúng ta nó phóng dật không ở yên được một chỗ thì cần làm thôi, chứ đừng có đẻ ra một cái phương pháp là phương pháp tu gồng tâm thì sư khổ lắm nghe. Rồi khi theo dõi hơi thở, một số vị sẽ cảm thấy là bị ngộp thở. Thì cái ngộp thở ở đây nó có hai cái nguyên nhân. Một là do bệnh lý bao tử,
Một số vị mà bị bao tử á, quý vị sẽ bị đau ngay cái vùng chấn thủy này, đau vùng thượng vị đó. Thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là bị ngợp thở, tim mệt. Nhưng thực tế nó không phải do tim, không phải do phổi, mà nó do cái bao tử. Một số vị nhịn ăn chiều không có quen thì có thể bị đau bao tử, chỉ nó bình thường. Thì quý vị sẽ kiếm cái thuốc đau bao tử, thì ban tổ chức sẽ có chuẩn bị cái thuốc cho quý vị nếu quý vị không có sẵn. Thì khi mà mình trị cái đau bao tử thì nó sẽ đỡ cái việc là bị ngập thở. Mà cái này thường thì trong các trường thiền người ta ít để ý tới. Cái thứ hai á, là do khi chúng ta ngồi trong một cái không gian mà nhiều người như thế này nè, thì cái lượng khí carbonic ấy, nó ra nó hơi nhiều, cái dưỡng khí thì nó sẽ giảm xuống. Cái môi trường ở đây là nó rất thoáng rồi, nó rất thoáng rồi. Chứ còn mà ở một số nơi thì quý vị thấy là đi vào trong thiền đường, quý vị sẽ thấy là cái không khí ấy, nó ấm hơn ở bên ngoài. Ở bên ngoài không khí nó mát hơn. Do đâu vậy? Cái hiệu ứng nhà kính. Cái khí carbonic nó nhiều thì tự nhiên là không khí bên trong nó ấm. Điều đó có nghĩa là khi mà vị hành giả ngồi ở bên trong, bình thường, nếu như bình thường á, không có chết người được, cũng không có ảnh hưởng sức khỏe nhiều đâu, không có ảnh hưởng. Nhưng do chúng ta thực hành thiền hơi thở, cho nên chúng ta nhạy cảm hơn với hơi thở. Mà khi nhạy cảm hơn thì quý vị sẽ cảm thấy ngợp thở hết sức bình thường. Nó giống như quý vị ngồi trong xe ô tô đấy, thì ngồi lâu nó hay buồn ngủ. Nó nguyên lý tương tự như vậy. Cho nên khi cảm thấy ngợp thở, khi cảm thấy buồn ngủ, quý vị có thể thử đi ra bên ngoài ngồi. Bên ngoài thoáng khí nó sẽ giảm bớt rất là nhiều. Rồi một cái lý do nữa, đó là chúng ta điều khiển hơi thở. Mặc dù ở trong kinh và chú giải không nhắc gì đến việc là điều khiển hơi thở hay không điều khiển hơi thở. Sư dạy thì sư, cái gì có thì nó có, cái gì không có thì nó không có. Không nhắc gì tới cả. Và đây là thuộc kinh nghiệm của các vị thầy hướng dẫn thiền truyền từ đời này qua đời sau, là không nên điều khiển hơi thở. Bởi vì khi điều khiển hơi thở thì tâm chúng ta sẽ bị mệt. Như vậy có cách gì để chúng ta theo dõi hơi thở mà không điều khiển hơi thở? Ở đây đó, hơi thở sẽ chia ra làm 3 giai đoạn: đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Nó giống như con rắn, hoặc nếu ai sợ rắn thì cứ tưởng tượng nó giống như cái gì đó tùy quý vị, như sợi chỉ hoặc như sợi dây thừng hay cái gì đó. Thì chúng ta sẽ không theo dõi cái đoạn đầu, không theo dõi đoạn giữa, mà chỉ bắt lấy cái đoạn cuối. Ví dụ nó giống như cái con rắn hoặc như con rồng đó chẳng hạn. Thì khi thở vào đến cái đuôi ấy, thì lúc đó chúng ta mới ghi nhận là thở vào. Khi thở ra đến cái đuôi thì chúng ta mới ghi nhận là thở ra. Tức là ghi nhận ở đoạn đuôi, khi đoạn đuôi đi qua điểm hơi thở. Không nên ghi nhận ở đoạn đầu hoặc đoạn giữa khi đi qua điểm hơi thở.
Bởi vì khi ghi nhận ở đoạn đầu hoặc đoạn giữa thì chúng ta rất dễ điều khiển hơi thở. Còn khi theo dõi ở đoạn đuôi á, là chúng ta chỉ theo dõi cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Nó vẫn còn ở hiện tại nha, nó không ở thì quá khứ, nhưng nó ở cái đoạn đuôi, tức là ở cái đoạn chấm dứt. Nó giống như một cái đứa bé, thì khi đứa bé nó chạy ngang qua thì chúng ta ghi nhận là đứa nhỏ nó chạy ngang qua. Thì khi đó chúng ta chỉ ghi nhận chứ chúng ta không có điều khiển. Còn điều khiển là sao? Chúng ta kêu chạy qua thì đứa nhỏ nó mới chạy qua. Hơi thở cũng vậy. Khi chúng ta niệm ở cái đoạn đầu hoặc đoạn giữa, thở vào thì giống như chúng ta điều khiển, nó bắt đầu mới thở vào. Thở ra thì chúng ta điều khiển hơi thở, bắt đầu nó thở ra. Còn khi hơi thở vào đã đi đến đoạn cuối, chúng ta mới ghi nhận là thở vào. Thở ra đến đoạn cuối, chúng ta mới ghi nhận là thở ra. Thì như vậy chúng ta tránh được việc theo dõi hơi thở. Đây là cách thực hành dành cho những ai gặp vấn đề trong việc theo dõi hơi thở mà bị điều khiển hơi thở. Khi theo dõi hơi thở, đôi khi hơi thở nó bị biến mất. Biến mất được chia ra làm hai giai đoạn. Nếu như giai đoạn đầu chúng ta mới hành thiền mà hơi thở biến mất thì có nghĩa là do chúng ta không khéo trong việc nắm lấy điểm hơi thở. Như vậy chỉ đơn giản là đưa tay lên xác nhận lại điểm hơi thở thôi. Còn khi chúng ta đang hành thiền, tâm đã được định được khá khá rồi đó, mà hơi thở biến mất thì vẫn tiếp tục tập trung nơi điểm hơi thở, giống như người chăn bò canh con bò ở, mà con bò nó biến mất thì người chăn bò chỉ đơn giản đi ra bờ sông chỗ con bò hay uống nước, chờ nó tự nhiên nó tới. Khi đang theo dõi hơi thở mà hơi thở biến mất, cứ tiếp tục tập trung nơi điểm hơi thở, một tí nữa hơi thở sẽ xuất hiện trở lại. Không cần phải cố thở mạnh, không cần. Nhưng nếu như chúng ta quên mất điểm hơi thở thì làm ơn làm phước xác định lại điểm hơi thở. Nếu khi chúng ta hành thiền mà điểm hơi thở nó bị chạy đi chỗ khác, giống như nó bay bổng, nó chạy đi chỗ khác thì bỏ nó đi, xác định lại điểm hơi thở khác. Đừng có cố nha. Nhiều người cố kéo nó lại thì không phải, không có cần phải cố như thế, bỏ đi, xác định lại điểm hơi thở. Khi chúng ta thở thì để hơi thở vào ra một cách tự nhiên, và nhớ luôn luôn nhắc nhở tâm của mình, đề mục thiền chính của mình chính là hơi thở, và phải tập trung gom tâm, tập trung tâm lại nơi điểm hơi thở, không để tâm rơi vào trạng thái trống rỗng nha. Không để tâm chạy chỗ này chỗ kia, phải nhắc tâm tập trung vào điểm hơi thở. Thì khi mà chúng ta thuần thục trong việc theo dõi hơi thở thì cái định của chúng ta nó sẽ tăng trưởng, và việc hành thiền của chúng ta sẽ có lợi ích. Và đó là sự hướng dẫn của sư trong ngày hôm nay. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh.
mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Rồi xin hộ độ chư
xa tu xa tu lành tha. Bây giờ quý vị sẽ nghỉ ngơi.